Để chế biến món sườn rau mặn thì chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị sau đây. Sườn non khoảng 400 g, một ít cà chua, ngò rí, ớt và dưa leo để trang trí. Tỏi băm, hành băm, nước mắm, tiêu, đường, muối và một gia vị nữa, đó là hạt nêm Aji ngon. Nguyên liệu để chế biến món sườn rau mặn thật đơn giản. Vậy thì còn chờ gì nữa? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay thực hiện. Chúng ta sẽ lựa sườn non có sụn nhỏ thì thịt sẽ nhiều, và khi chế biến xong thịt sẽ được mềm và rất là ngon. Sau khi rửa sạch, chúng ta sẽ cắt đoạn khoảng 3 cm. Sau khi chặt sườn xong, chúng ta bắt đầu ướp sườn với hạt nêm Aji ngon, tỏi băm, hành tím băm, đường, muối, nước mắm. Chúng ta sẽ đảo đều sườn non cho thấm gia vị khoảng 10 phút. Trong lúc đợi sườn non thấm, chúng ta có thể cắt dưa leo và cà chua, ớt để trang trí. Ớt sắc sợi. Bây giờ thì sườn non đã thấm gia vị, chúng ta bắt đầu làm sốt. Trước hết chúng ta sẽ mở lửa cho nóng chảo, cho dầu vô, một ít đường. Chúng ta sẽ bắt đầu thắng sốt đến khi đường vàng nâu. Khi đường chuyển qua màu cánh gián thì chúng ta sẽ cho nước mắm vô. Còn Hương thấy màu sốt có đẹp không? Chẳng những đẹp mà còn thơm nữa đó anh Huy. Tiếp theo chúng ta sẽ cho sườn non vô, đảo đều. Lúc này sườn non thấm cái màu của sốt rất là đẹp. Anh Huy cho Ngọc Hương hỏi là mình phải ram sườn trong bao lâu hả anh? Chúng ta sẽ đợi sườn non săn lại như thế này. Ngọc Hương cho vô thêm một ít nước. Chúng ta đảo đều và giảm nhỏ lửa lại để sốt từ từ thấm rút vô sườn non. Đặc biệt món sườn rau mặn này khi chúng ta làm, các bạn nhớ là đậy nắp và dặn nhỏ lửa để sốt thấm vào trong miếng sườn cho thật là ngon. Miếng sườn sẽ được mềm hơn các bạn nhé. Quý vị và các bạn lưu ý, khi ram sườn thì chúng ta sẽ đậy nắp, còn kho cá thì chúng ta không đậy nắp. Anh Huy ơi, hình như là sườn chín rồi đó. Để anh xem lại coi. À, bây giờ thì sườn đã chín rồi, chúng ta còn chần chờ gì nữa, cho ra dĩa ngay thôi. Để cho món sườn rau mặn thêm phần hấp dẫn, chúng ta có thể trang trí thêm một ít ngò và ớt sắc lát và rắc tiêu lên mặt cho thơm. Bây giờ em thử nha. Dạ. Anh không mời thì nghe mùi thì thơm quá chừng thơm rồi. Ngon quá anh Huy ơi. Thịt chín mềm, mà đặc biệt á là anh nêm nếm, anh làm sao á mà em thấy là nó vừa ăn mà nó đậm đà lắm. Một điều nữa, anh xin nhắc Ngọc Hương và các bạn là món này để làm cho ngon thì chúng ta phải để lửa riu riu cho nước sốt sệt là như thế này. Và màu của sườn non thì có màu giống cánh gián, rất là đẹp, như vậy là đạt yêu cầu rồi đó. Anh Huy hay thiệt nha, lần này mấy đứa bé nhà em chắc là sẽ thích món này lắm đó. Cảm ơn anh nhiều. Không có chi.